Biên Hùng xin trân trọng giới thiệu bài viết 100 năm nữa chưa chắc có người thứ hai, tác giả Xuyên Sơn. Không phải vì cuồng ở trong ngoặc kép, lại càng không phải vì cảm tính mà nói như thế. Bởi Trump là một nhân tố kiệt xuất, hiếm hoi xuất hiện trong dòng lịch sử nước Mỹ, mở ngoặc nói riêng, và lịch sử nhân loại, mở ngoặc nói chung, đóng ngoặc. Trump vừa thể hiện viễn kiến chính trị của mình về nước Mỹ, về thế giới từ hàng chục năm trước, dù đứng ngoài chính trị. Trump vừa có tinh thần yêu nước khi cực chẳng đã phải nhảy vào môi trường chính trị sau khi thấy nước Mỹ đã lệch hướng và những nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều quá kém cỏi và nguy cơ con quái vật tàu khựa lấn át nước Mỹ để dìm nhân loại vào gông xiềng của nó. Trump vừa có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, cộng thêm tài sản đủ để không bị tiền bạc thế lực ngoại bang nào mua chuộc hay gây áp lực. Trump vừa có bản lãnh để làm cách mạng xã hội khi thể hiện các sách lược phá cách, có khi gần Cộng hòa, có khi gần Dân chủ, lại lắm lúc chẳng Dân chủ, chẳng Cộng hòa, mà là những gì rất riêng, rất độc đáo, rất Trump, Trump trong ngoặc kép. Trump vượt hơn tất cả, nhất là ở trong hoàn cảnh khó khăn, ông mới là sự lựa chọn duy nhất. Nhiều người thường so sánh Donald Trump với Ronald Reagan, cũng có vài nét tương đồng. Họ đều là người yêu nước chân chính, có lòng tin thờ Thiên Chúa, có cái nhìn chung về tai họa Cộng sản, có khát vọng làm cho nước Mỹ hùng mạnh. Nhưng Ronald Reagan may mắn hơn Donald Trump. Thời Reagan, đảng Dân Chủ chưa quá thiên tà, chưa quá lầy lội trong ngoặc kép, chưa quá bại hoại như hiện nay. Thời Reagan, báo chí, media Mỹ chưa bị các thế lực vô minh như Tam Điểm, Tài Phiệt, Vô Luân, Tiền Bạc, Ngoại Bang, Nga, Cộng, Tàu, mua chuộc chi phối mạnh như hiện nay. Thời Reagan, ông không bị đại dịch Vũ Hán, Corona làm tiêu tan thành tích như hiện nay. Thời Reagan, ông không bị những lực lượng hắc ám nội bộ có sự trợ giúp của ngoại bang đánh phá dữ dội như hiện nay. Thời Reagan, ông không bị kẻ thù chiến lược là Liên Xô tấn công vì cái đầu Cộng sản lúc ấy đã sức cùng lực kiệt, tự thân còn không đứng vững. Nhất là ông được sự trợ thủ nhiệt thành của bà Thủ tướng Anh là Margaret Thatcher và Thánh giáo hoàng Jean-Paul Đệ Nhị, cũng như ý chí quật khởi của toàn Đông Âu. Trái lại, ông Trump thì khó khăn gấp vạn lần. Khi ông ra tranh cử năm 2015, Đảng Cộng Hòa coi thường ông. Khi ông thắng 16 nhân vật tai to mặt lớn trong đảng, thì Đảng Cộng Hòa lại càng bực tức không ủng hộ. Khi vừa đắc cử, bao nhiêu sóng gió nổi lên, bao nhiêu thủ đoạn hợp pháp lẫn gian manh hãm hại ông, không ngừng nghỉ một ngày một giờ. Có thể nói Trump là một tổng thống bị cô đơn nhất và cũng dũng cảm nhất. Trump cô đơn vì không mấy người ngoài Peter Navarro, Steve Bannon cùng quan điểm. Không kể kẻ thù, ngay những người trong nội các như Kelly, Master, Mattis, Tillerson cũng không hiểu và chia sẻ hướng nhìn của ông. Trump dũng cảm đối đầu với tất cả nghịch cảnh, phe dân chủ, media thiên tà, các thế lực swamp, tham nhũng, nhơ nhớp, tài phiệt và nhất là thức tỉnh loài người về một tàu khựa mạnh hơn hẳn Liên Xô, rắn độc hơn Liên Xô, có nanh vuốt vươn khắp nơi do được các đời Tổng thống Mỹ cũng như những chính quyền bạc nhược khác trên thế giới dung dưỡng đang và sẽ là đại họa, đại hiểm họa. Hơn thế, ông nhận lãnh sứ mạng là vị Tổng tư lệnh xung kích chống con quỷ đỏ gian ác này. Do các Tổng thống khác đều dựa vào tài phiệt,
vào những mối liên hệ khác để nhận được sự trợ giúp và ủng hộ. Vì thế họ không thể làm phật lòng các thế lực sẵn có trong giới chính trị cũng như trong giới quyền lực ngầm. Duy nhất chỉ ông Trump với lòng yêu nước, với bản tính kiên cường, với sự vững mạnh tài chánh, với cá tính độc đáo mới dám làm những điều mà các chính trị gia khác, không riêng ở Mỹ mà ở khắp nơi trên thế giới, không dám làm. Nếu Trump muốn an ổn địa vị, ông chỉ cần thỏa hiệp với giới media thiên tả, giới tài phiệt, giới chính trị gia bẩn thỉu, giới học thuật, ăn ốc nói mò, giới quyền lực ngầm và nhất là nhắm mắt trước sự lộng hành của tàu khựa, thì ông đã không trải qua muôn trùng sóng bão kể từ khi bước vào chiến trường. Không, duy nhất có mỗi một Donald Trump dám đi ngược dòng nước, dám dấn thân, dám xả thân, dám chấp nhận bao chửi rủa, bao công kích, bao đánh phá, bao hãm hại, bao hiểm nguy cho bản thân và cả gia đình để phụng sự đất nước và nhân loại theo cách nhìn sáng suốt của ông. Khi có ông, người ta không biết trân trọng. Khi không có ông, người ta sẽ ngàn đời khóc hận. Riêng người Việt Nam đã có kinh nghiệm về Tổng thống Ngô Đình Diệm, vậy mà vẫn vô khối kẻ u mê. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hi, this is Jennifer Lawrence with the America First Project. We're here with Millie. And Millie, how old are you? 11. 11, and where are you from? Northern Virginia. Northern Virginia. So you are decked out. You look fabulous. Why do you support Mr. Trump? So one day I was at home watching the TV. This is before the election sort of began. And then there was this guy. He talked about all the issues we were facing, all the problems. Okay, that's normal. Every politician does that. Then something extraordinary happened. He said how to fix them. And you know, that is amazing. No politician ever says how to fix them. Maybe some do, but you know, they don't really mean it. You know, they're all talk, no action. And I could tell by the way Donald Trump meant that he was gonna do some action, but how? Then he said those words I will never, ever in my life forget. I, Donald J. Trump, am running for president. And he talked about all these issues. And one of the other reasons I like him is because this is my favorite reason. We will build a wall on our southern borders, and Mexico, no buts about it, Mexico will pay for the wall. Mexico, Mexico, not us, Mexico. One way or another, they are paying for that wall. They will. Do you talk about this to your teacher? Oh, yeah, she's actually a Republican. Oh, she is? Does anybody in your school give you a hard time for supporting Mr. Trump? Lots of the kids in my class do. Mostly the sixth graders do a lot, you know. Yeah. What do they say to you? Well, they say they really know me for my golden jacket I love, but then they say, oh, it's Trump girl and stuff like that. But, you know, I don't let it get to me. So what are the major problems you see in this country? Immigration, you know, I love immigrants. If they come here legally. I don't like the word illegally. I like legally. And if they're not going to do that, we have to put some precautions. As a kid, what do you see as, like, other than immigration, what is the other problems that you see? Education. The teachers union controls everything. So I like how Donald Trump put in charge of education a lady named Miss Betsy, I think. She's Betsy DeVos? Yes, Miss Betsy DeVos. And I mean, she's just great. She's doing everything we need to. And I heavily support school choice. Did your parents get you involved in politics? Not really. Actually, my mommy was a Ted Cruz supporter in the primaries. I told her on the primary, the day of voting, I told her to vote for Trump. She needs to vote for Trump. She didn't listen to me. That's okay. But now, after the primary, she realized the mistake she did. I like Ted Cruz, you know, just not as much as Donald Trump. What do you want to be when you grow up? I'm going to graduate from Penn State University, be in the Army for 5 years, be a police officer, be a homicide detective, be a detective, be a private investigator, all while having the hobby as an Egyptologist and an astronomer. And then I'll retire, become a judge, and then if the country really needs me, I'll run for president. Yes, on the Supreme Court. Oh, so you're going to run for president. That would be awesome. And what are you gonna run like Mr. Trump ran and tell the media that, you know, they're not what is gonna make the world go around anymore, that it's the American people that are what's gonna make the world go around?
Of course, but I mean, I don't know how the way I'll run for president, because I don't know what the politics will be like when I grow up. Maybe something will change, you know? Maybe the media will be a little bit nicer. Not gonna happen. But, you know, I just don't know the way I should run yet. And maybe, like, I won't know that until I'm ready to run for president, which is way after I'm 30, let's just say that. So if Mr. Trump wasn't in the, if he wasn't in the election this cycle, would you have been involved in politics like you are? I don't really know. I mean, I've always been involved in politics, but just not really that much, you know, just a little bit. But I mean, without Trump, I wouldn't be here. I mean, I wouldn't be at CPAC. I would just be at home watching TV, playing video games, watching Disney, maybe watching a little bit of news, but not as much as I do now.